Dạo gần đây, chúng ta hay thấy tên của một công ty được nhắc đến khá là nhiều trên các trang mạng xã hội, Evergrande. Nó là từ rủi ro hệ thống cho đến ngang ngửa Lehman Brothers, cho đến cuộc khủng hoảng loang ra toàn cầu. Và nó khiến cho mình có một suy nghĩ, có khi mình nên làm một video giải thích lại toàn bộ câu chuyện về Evergrande bằng những từ ngữ dễ hiểu nhất cho những người mà không biết gì về tài chính cũng có thể hiểu được. Mình đã từng làm một video như thế bên trên, đó là câu chuyện mình nói toàn bộ về GameStop, về Reddit, về Wall Street. Và lý do vì sao mình muốn làm những video thế này, bởi vì chắc là từ hai lý do ấy. Một là khi mình xem những video trên TV thì họ thường giải thích rất là sơ qua và không mang cho người xem một cái nhìn toàn cảnh về toàn bộ câu chuyện được. Và thứ hai là khi mình đọc các bài báo thì họ lại thường rất hay sử dụng những cái từ ngữ cao siêu về tài chính mà khiến cho những người bình thường người ta không hiểu là người ta đang đọc cái gì cả. Và đó là lý do vì sao mình muốn mang đến cho các bạn câu chuyện của Evergrande với những từ ngữ dễ hiểu nhất, để cho các bạn biết rằng khủng hoảng Evergrande nó là cái gì, ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới và nó ảnh hưởng gì đến chính bát cơm của các bạn. Để bắt đầu thì mình sẽ giải thích Evergrande là gì. Evergrande là một tập đoàn bất động sản lớn hàng đầu Trung Quốc, được thành lập vào năm 1996 với tổng tài sản lên đến 2,3 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương với tiền Việt là khoảng 81 triệu tỷ Việt Nam đồng, hoặc là tương đương với tiền đô là khoảng 350 tỷ đô. Để cho các bạn có một cái sự so sánh thì 350 tỷ đô nó to như nào, thì nó to hơn 349 tỷ đô và nhỏ hơn 351 tỷ đô. Đùa thì thôi, quay lại câu chuyện chính này. Ngành bất động sản là một ngành nó khá là nặng về vay nợ. Như các bạn đã biết, khi chúng ta đi vay mua nhà thì chúng ta phải trả lãi cao hơn rất là nhiều so với những khoản vay thông thường khác, mặc dù chúng ta phải bỏ ra tài sản bảo đảm rất là lớn. Tài sản bảo đảm là cái gì thì các bạn có thể hiểu nôm na là khi các bạn ra ngân hàng, các bạn nói với ngân hàng là ok, bây giờ em muốn vay một khoản 50 triệu thì ngân hàng nó không phải là kiểu tự dưng đưa cho bạn 50 triệu đâu, bạn phải đưa ra một cái vật gì đấy để làm tin. Nhỡ đâu bạn gặp vấn đề bạn không thể trả được nợ thì ngân hàng còn cầm cái cục đấy để người ta đi bán đi, người ta lấy tiền chứ, đúng không? Thì khi các bạn vay càng lớn thì các bạn càng phải bỏ ra tài sản bảo đảm lớn, thì đó là tài sản bảo đảm. Nhưng với Evergrande thì họ là công ty đang đứng top đầu thế giới, mà chắc là số 1 thế giới luôn về số lượng nợ họ đang giữ trong tay mình. Không phải là đến bây giờ họ mới bắt đầu vay nợ nhé, mà thực sự thì họ đã vay từ rất là lâu rồi. Tuy nhiên là cái khoản vay của họ thì nó càng ngày nó càng lớn dần lên, càng ngày nó càng tích lũy dần thêm. Và họ vay để làm gì? Họ vay để họ đập lại vào những dự án bất động sản họ đang làm bây giờ, tiếp tục xây thêm những căn chung cư, những căn hộ mới cho người dân. Bên cạnh những khoản mà Evergrande đang đi vay nợ thì họ còn dính một khoản nợ rất lớn khác, đó là khoản trả trước của người dân. Ví dụ như là khi mà chúng ta muốn mua nhà ấy, chúng ta có thể nói chuyện với cả tập đoàn bất động sản là bây giờ ok, tôi sẽ để ra khoảng 1 tỷ đấy, năm sau tôi sẽ mua căn nhà này, lúc ấy tôi sẽ trả tiếp mấy trăm triệu chẳng hạn, mình chỉ ví dụ thế thôi nhá. Thì đấy là những khoản trả trước của người dân, và có đến 1,5 triệu căn hộ người dân đã trả tiền trước cho Evergrande. Vậy đấy cũng là một khoản tiền rất lớn để cho công ty này đập vào những dự án bất động sản tiếp theo. Tuy nhiên vào thời điểm tháng 8 năm 2020, sau khi thấy quá nhiều tập đoàn bất động sản đi vay nợ, từ đó cố gắng đẩy giá nhà lên rất là cao để bán đi để lấy thêm tiền, thì chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một cái concept để có thể làm giảm tỷ lệ đòn bẩy của những công ty, những tập đoàn thuộc ngành bất động sản này, để giảm cái tỷ lệ rủi ro mà có thể gây ra cái phản ứng dây chuyền. Tỷ lệ đòn bẩy thì mình có thể giải thích nôm na, đó là tỷ lệ mà một công ty có thể đi vay. Đấy, mình có thể nói ngắn gọn là như vậy. Thì cái concept này mang tên The Three Red Lines. The Three Red Lines có thể hiểu nôm na sang tiếng Việt nó là ba dòng kẻ đỏ, cũng chính là ba ngưỡng để đánh giá sức khỏe tài chính của một công ty thuộc nhóm ngành bất động sản. Mình sẽ không đi sâu và giải thích ba cái ratio, cũng chính là ba cái chỉ tiêu, cái chỉ số này, bởi vì là nếu mà giải thích thì nó sẽ làm cho cái video này phức tạp thêm, mà mình muốn giữ cho cái video này một cách basic, đơn giản nhất có thể. Các bạn chỉ cần hiểu nôm na đơn giản như thế này: nếu mà một công ty đáp ứng được cả ba yêu cầu này, hay là cả ba ngưỡng này, hay là ba cái dòng kẻ đỏ này chẳng hạn, thì công ty đó sẽ được gọi là một công ty xanh, hay là thuộc vùng xanh đấy, theo ngôn ngữ Covid bây giờ. Thì một công ty xanh sẽ được tăng trưởng nợ là 15%, nghĩa là năm sau họ có thể vay nợ nhiều hơn so với năm trước là 15%. Ngược lại thì nếu mà một công ty không đáp ứng được nổi một yêu cầu nào, nghĩa là bị vi phạm cả ba cái dòng kẻ đỏ đó, thì công ty đó sẽ bị coi là thuộc vùng đỏ, mà những công ty thuộc vùng đỏ này sẽ không được tăng trưởng nợ thêm 1% nào nữa. Tại cái thời điểm mà Trung Quốc ra cái chính sách này thì chỉ có 6,3% những công ty bất động sản ở Trung Quốc đáp ứng được đủ cả ba ngưỡng yêu cầu này, và Evergrande không đáp ứng được yêu cầu nào cả, thuộc vùng đỏ. Rồi, tổng hợp tất cả những dữ kiện từ đầu đến giờ thì các bạn có thể nhìn thấy được Evergrande là một công ty bất động sản chuyên đi vay nợ để đập vào các dự án bất động sản tiếp theo, cũng như là đi trả nợ. Nhưng mà đến tháng 8 năm 2020 năm ngoái thì họ đã bị cắt nguyên cái gọi là cái gì, cái phao cứu cánh đấy, không cho đi vay nợ để trả nợ nữa. Thì bây giờ họ phải làm thế nào? Thì có nhiều những nhà phân tích họ nói rằng là Evergrande còn thừa rất là nhiều tiền để có thể trả nợ thì sao mà phải lo. Thì bây giờ mình hãy đi sâu một chút về phần báo cáo tài chính để cho các bạn xem nhé. Đây thì mình vừa mới lên trang chủ của Evergrande và download về báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của công ty.
kết thúc vào 30 tháng 6 năm 2021 chưa được kiểm toán. Thì mình sẽ cho các bạn nhìn thấy hai con số chính trong một báo cáo tài chính để các bạn có thể hiểu được toàn bộ câu chuyện của Evergrande một cách cực kỳ basic thôi, rất là cơ bản thôi các bạn nhé. Và yên tâm là mình sẽ không dùng từ ngữ quá khó hiểu đâu. Thì đầu tiên, mình sẽ cho các bạn nhìn thấy một con số nó gọi là tổng tài sản, total assets. Tổng tài sản nghĩa là tất cả những gọi là nôm na đi, tất cả tài sản một công ty có trong tay. Đấy. Và chúng ta nhìn con số tiếp theo, đó là tổng nợ, nghĩa là công ty này nợ bao nhiêu. Đấy, thì bây giờ chúng ta hay nhìn thấy này, tài sản công ty này là 2,377 nghìn tỷ nhân dân tệ. Ok, bỏ cái phần nghìn tỷ nhân dân tệ đi, chỉ để ý bốn con số đầu cho nó dễ nhìn nhá. 2.377 là tổng tài sản, tổng nợ là 1.966. Ủa, thế rõ ràng tài sản nó nhiều hơn nợ thì rõ ràng công ty này lo cái gì đúng không? Hoàn toàn có thể bán hết tài sản đi để trả nợ mà đúng không? Tuy nhiên thì chúng ta hãy nhìn sâu hơn một chút nữa. Trong nợ thì chúng ta có hai loại nợ. Nợ ngắn hạn là current liabilities và nợ dài hạn đó là non-current liabilities. Nợ ngắn hạn là những khoản nợ các bạn phải trả trong vòng 1 năm tới. Nợ dài hạn là những khoản nợ các bạn có thể trả trong vòng dài hạn hơn. Tương đương với thế, chúng ta cũng có tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Tài sản ngắn hạn là những tài sản các bạn có thể biến nó thành tiền mặt trong vòng 1 năm tới. Ví dụ như là chính là tiền mặt luôn, tiền trong ví các bạn đấy, hay là chứng khoán, hay là cổ phiếu, các bạn có thể hoàn toàn bán cổ phiếu trên sàn, tiền các bạn sẽ chảy về ngân hàng, các bạn ra ngân hàng rút. Đấy là những tài sản các bạn có thể biến nó thành tiền mặt trong vòng rất là ngắn. Còn tài sản dài hạn là những tài sản các bạn có thể thanh khoản biến nó thành tiền mặt trong vòng thời gian dài hơn. Ví dụ như là nhà xưởng này, hay là thiết bị máy móc, nó gọi là tài sản cố định hữu hình, nghĩa là các bạn có thể sờ nắm được, nhìn thấy được. Còn tài sản cố định vô hình thường sẽ là những cái như kiểu là goodwill, hay là những cái nó gọi là gì, bằng phát minh, bằng sáng chế, hay là giá trị của thương hiệu chẳng hạn. Thì đây là những cái mà chúng ta khó có thể nhìn thấy được, mà cũng không có thể biến nó thành tiền mặt được trong vòng thời gian ngắn. Thì hãy nhìn một chút, trong 2.377 chúng ta có 1.952 là tài sản ngắn hạn và 424 là tài sản dài hạn. Tài sản ngắn hạn nó nhiều như thế, chúng ta hãy nhìn cái gì nhiều nhất trong đấy. 1.278 1.278 này nó gọi là properties under development. Nhìn bên này, chính là những căn nhà, những căn hộ, những căn chung cư chưa xây dựng xong, nhưng họ đánh giá face value là cái giá ở trên, họ đánh giá giá ban đầu thế thôi, ở trên báo cáo tài chính này thôi. Tuy nhiên là bây giờ các bạn biết ấy, trên thị trường bất động sản bên Trung Quốc, giá căn hộ thì ngày càng tụt xuống, mà đây là những căn hộ còn chưa xây xong cơ, nó còn đang hứa hẹn cơ. Thì thực sự con số này là con số có đáng tin không? Theo mình nó không đáng tin các bạn ạ. Và vì vậy nên là khi mà con số này nó xây, những cái căn nhà này chưa biết là bao giờ xây dựng xong nhá, mà đến khi xây dựng xong thì giá chắc chắn nó sẽ thấp hơn như thế này rất là nhiều. Đấy, bây giờ các bạn có thể nhìn thấy này, Evergrande cố gắng tìm nguồn tiền để trả nợ cho những khoản nợ đang sắp đến hạn. Và nguồn tiền đấy ở đâu? Chính là những cái căn nhà, căn hộ, căn chung cư mà họ đang cố gắng bán đi. Mà khi các bạn biết đấy, chúng ta càng bán thống bán tháo cái gì đấy thì giá nó càng tụt đi thì chúng ta mới bán được đúng không? Mà người dân bên Trung Quốc thì sao? Sau một thời gian Covid đang không có tiền thì lấy đâu tiền ra để mà cứ mua nhà, mua nhiều như thế được. Và vì vậy nên là họ đang rất là cạn kiệt nguồn tiền. Và bây giờ họ lựa chọn cách để đi vay, đi vay những chỗ khác để đập lại để trả nợ. Nhưng bây giờ chính phủ không cho vay nữa thì họ đang ở trong cái tình thế gì rất là khá là ngàn cân treo sợi tóc đúng không? Chưa kể nhá, nói đến đoạn này mình lại nhớ đến một câu chuyện khác. Vào năm 2012 có một ông tên là Andrew Left, thì ông này đã viết hẳn một bài nghiên cứu 52 trang giấy về công ty Evergrande này và chứng minh rằng công ty này là công ty đang nói dối ở trên báo cáo tài chính, đang đánh bóng tất cả những con số này làm cho nó đẹp đẽ thôi, chứ thực ra bản chất ở bên trong nó đang cực kỳ xấu và tệ. Và trong rất nhiều năm qua công ty này đã làm như thế, và thời điểm đó Andrew đã bị thị trường Hồng Kông cấm giao dịch trên thị trường này trong vòng 5 năm bởi vì đã xuất bản cái bài nghiên cứu đấy. Thì đây là một câu chuyện ngoài lề thôi để cho các bạn thấy là thực sự những con số mình vừa mới chỉ ra cho các bạn trên báo cáo tài chính ấy, nhìn nó cũng đỡ, cũng có vẻ là khủng khiếp đấy, nhưng thực tế có khi nó còn tệ hại hơn rất là nhiều. Ok, bây giờ chúng ta hãy nhìn ngược lại vấn đề nhé. Vậy cuối cùng Evergrande đang nợ ai và nợ là nợ cái gì? Thì mình sẽ dẫn các bạn đến một chương tiếp theo của câu chuyện, đó là trái phiếu. Rồi ok, trái phiếu nó là cái gì? Thì bây giờ ví dụ mình là Thành, mình sẽ mở công ty Duy Thành Nguyễn. Công ty Duy Thành Nguyễn tập trung vào việc tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư cho mọi người. Tuy nhiên là mình muốn là mình có khi mình mở thêm một mảng nữa, đó là mảng tư vấn du học đi chẳng hạn. Nhưng bây giờ mình muốn thêm mở thêm một mảng nữa thì mình không có tiền, thì bây giờ lấy tiền đâu ra? Thì các bạn biết đấy, một công ty mà muốn lấy thêm tiền, muốn có thêm nguồn tiền để phát triển thì họ có những cách sau. Thứ nhất là họ phát hành cổ phiếu, thứ hai là họ vay tiền bạn bè, người thân, thứ ba là họ đi vay ngân hàng, thứ tư là họ lên Shark Tank. Đấy. Và cuối cùng đó là họ đi phát hành trái phiếu. Thì phát hành trái phiếu là sao? Ông Thành muốn mở thêm một khoản, một mảng, đó là mảng tư vấn đầu tư, tư vấn du học đúng không? Thì bây giờ ông Thành sẽ gặp ông Minh này. Ông Minh này là bạn của ông Thành, rất tin tưởng ông Thành. Ông Minh có 100 triệu, ông Thành đang cần đúng khoảng 100 triệu này. Đấy, thì bây giờ ông Thành sẽ phát hành cho ông Minh một cái trái phiếu. Trên tờ trái phiếu này sẽ ghi mệnh giá 100 triệu đồng, lãi suất 5% một năm,
kỳ hạn 5 năm. Nghĩa là sao? Nghĩa là ngay lập tức ông Minh sẽ gửi ông Thành 100 triệu đồng. Cuối mỗi một năm ông Thành phải trả cho ông Minh khoản lãi đó là 5% một năm đấy. Nghĩa là 5% của 100 triệu là 5 triệu. Vậy cuối một năm ông Minh ăn 5 triệu. Năm thứ 2 ông Minh ăn 5 triệu. Cuối năm thứ 3 ông Minh ăn 5 triệu. Đến cuối năm thứ 4 thì năm ông Minh cũng ăn 5 triệu. Và đến cuối năm thứ 5 thì ông Minh còn ăn lại khoản gốc nữa là 100 triệu. Vậy ông Thành được gì? Ông Thành được ngay 100 triệu của ông Minh để phát triển. Ông Minh được 125 triệu sau 5 năm. Đấy, vậy trái phiếu nó là có lợi cho cả hai, có ích cho cả hai đúng không? Vậy tóm gọn lại câu chuyện, ông Thành phát hành trái phiếu cho ông Minh, nghĩa là ông Thành đang đi vay tiền của ông Minh, thế thôi. Bên phát hành trái phiếu nghĩa là bên đang cần tiền, hiểu nôm na là như vậy nhé. Đó, bây giờ chúng ta hãy quay lại Evergrande. Thì công ty này phát hành rất nhiều trái phiếu khác nhau, với rất nhiều kỳ hạn khác nhau, cho rất nhiều đối tượng khác nhau. Vì vậy nên là cái việc đến hạn của trái phiếu này, rồi là ngày này đến hạn trái phiếu kia, nó rất là phức tạp và lằng nhằng. Và ngày thứ 5 vừa rồi, ngày 23 tháng 9 là ngày của một khoản trái phiếu rất lớn mà Evergrande phải trả. Đó là 83 triệu đô cần phải trả vào ngày hôm đó. Và ngày hôm đó là ngày mà có rất nhiều bài báo viết về Evergrande. Và nếu mà họ nói là nếu mà Evergrande không trả được khoản 83 triệu đô này trong ngày 23 tháng 9 thì họ sẽ gặp vấn đề. Tuy nhiên là với khoản trái phiếu mà Evergrande đã ký thì họ có khoảng 30 ngày ân xá nếu mà họ không trả được nợ vào ngày 23 tháng 9. Nghĩa là sau ngày 23 tháng 9 họ có thêm 1 tháng nữa để thương thảo thêm về hợp đồng trái phiếu với các trái chủ. Trái chủ là người nắm giữ trái phiếu các bạn ạ. Nghĩa là chính là cái ông Minh trong câu chuyện lúc nãy của mình đấy. Thì bây giờ các bạn nhìn thấy Evergrande đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc trả nợ 83 triệu đô cho khoản trái phiếu đến hạn vào thứ năm vừa rồi. Nhưng mình nói với bạn ban đầu là Evergrande phát hành rất nhiều trái phiếu khác nhau, rất nhiều kỳ hạn khác nhau, rất nhiều đối tượng khác nhau. Và tổng tất cả những khoản nợ trái phiếu mà Evergrande phải trả trong năm 2021 này lên đến tận 700 triệu đô nhá. Chứ không phải là 83 triệu đô đang gặp khó khăn đâu. Và năm 2022 là đến tận 7 tỷ đô các bạn ạ. Những người mà bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vụ Evergrande này, chúng ta có nhìn thấy khá là dễ dàng. Đó chính là những người dân Trung Quốc, những người mà đã mua cổ phiếu của Evergrande, hoặc là những người đã mua trái phiếu của Evergrande. Như các bạn có thể nhìn thấy, cổ phiếu của Evergrande trong suốt một năm vừa rồi đã tụt đến tận 85%. Thực sự nó rất là khủng khiếp. Còn những người mua trái phiếu thì đây, mình nói từ đầu giờ các bạn rồi, Evergrande đang không có tiền để đi vay, để đi đập lại, để trả nợ trái phiếu nữa đâu. Mình có đọc được một con số, đó là đến tận 78% dân số thành thị ở Trung Quốc có trong tay tài sản là bất động sản. Phần lớn là bởi vì như chúng ta là người phương Đông, người Việt Nam, người Trung Quốc, là những người nghĩ rằng khi mà đã đến tuổi cưới vợ, cưới chồng thì phải có nhà, phải có chung cư thì mới an cư lạc nghiệp được, đúng không? Vì vậy nên là rất nhiều người trong giới nhà giàu của Trung Quốc họ giữ rất nhiều bất động sản. Và khi một công ty như Evergrande, công ty đứng đầu về bất động sản, họ đang chết, họ không có tiền để trả nợ, họ phải bán thống bán tháo bất động sản đi. Và khi các bạn biết ấy, bán thống bán tháo bất động sản đi sẽ tạo ra nhiều nguồn cung bất động sản hơn, hơn là cầu, đúng không? Vì vậy nên là sẽ hạ giá bất động sản xuống. Và khi một công ty bất động sản bán nhiều bất động sản giá rẻ thì những công ty khác cũng sẽ phải bán giá rẻ đi. Nó sẽ tạo thành một khủng hoảng dây chuyền ở bên Trung Quốc. Và vì vậy nó sẽ khiến cho cả toàn bộ thị trường bất động sản tại Trung Quốc gặp vấn đề. Và nếu các bạn có biết thì thị trường bất động sản tại Trung Quốc nó chiếm đến tận 29% GDP của đất nước này. Đây là một con số cực kỳ lớn. So sánh với Mỹ một chút nhá, thì thị trường bất động sản tại Mỹ nó chỉ có chiếm khoảng 6,2% GDP của nước Mỹ mà thôi. Và vì vậy điều này nó sẽ ảnh hưởng khá là lớn đến nền kinh tế Trung Quốc. Mà khi kinh tế Trung Quốc đi xuống thì kinh tế những nước khác dựa vào Trung Quốc mà sống cũng sẽ đi xuống, bởi vì Trung Quốc là một con mắt xích rất lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đúng không? Ngoài ra thì việc một công ty có quy mô quá lớn, có rủi ro sụp đổ sẽ khiến cho tâm lý các nhà đầu tư cũng sẽ bị lung lay. Chính là người chúng ta ở những thị trường khác có thể không liên quan gì đến thị trường bất động sản, chúng ta cũng bị sợ. Từ Việt Nam cho đến Mỹ, từ cổ phiếu cho đến trái phiếu cho đến crypto, tiền điện tử, nó cũng sẽ có những cái sự lung lay nhất định. Và đó chính là cái rủi ro dây chuyền mà mình muốn nói. Thực sự thì ngoài cái việc người dân Trung Quốc bị ảnh hưởng ra thì còn có một số những đối tượng khác cũng bị ảnh hưởng trực tiếp. Ví dụ như là chính là những người đang làm việc tại Evergrande chẳng hạn. 200.000 người làm việc tại đó thì phải đến 80-90% bị ép là phải mua trái phiếu, nghĩa là bị ép là phải cho công ty vay tiền lại. Và vì vậy nên là bây giờ công ty đã không có tiền để trả nợ trái phiếu, và họ đang nợ chính những người nhân viên của công ty đã trở thành những chủ nợ của công ty đó. Hay là các quỹ đầu tư lớn ở bên nước ngoài cũng vậy. Các quỹ đầu tư ở bên nước ngoài họ thường thì sẽ tìm đến những công ty, những cái thị trường mà có tiềm năng phát triển lớn ở nước khác, và Trung Quốc chính là một điển hình. Mà các bạn biết đấy, Evergrande là một công ty thuộc top global 500, là 500, hình như đứng thứ 122 trong 500 công ty có doanh thu lớn nhất toàn cầu. Vì vậy nên là Evergrande xuất hiện ở rất nhiều tất cả những cái index, những cái chỉ số, và vì vậy nên là nằm trong rất nhiều danh mục đầu tư của tất cả quỹ đầu tư bên nước ngoài. Và những người đầu tư cá nhân ở nước ngoài họ mua cái chứng chỉ quỹ đó thì họ cũng đã nắm trong tay một phần cổ phiếu của Evergrande rồi. Vì vậy nên là cái việc mà Evergrande chết thì nó cũng sẽ ảnh hưởng khá là nhiều, cũng có thể là ít, cũng có thể là nhiều, đến những nhà đầu tư
và đến những quỹ đầu tư ở bên nước ngoài. Vì vậy nên là các bạn có thể hình dung ra được cái ảnh hưởng dây chuyền của nó như thế nào, đúng không? Ok, nói đến đây thì mọi người đang có một cái sự so sánh giữa Evergrande và Lehman Brothers. Thì như các bạn đã biết là cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, cái financial crisis đó thì được gây ra phần lớn, một phần mắt xích lớn là bởi Lehman Brothers. Và cái câu chuyện giữa Evergrande và Lehman Brothers này nó đều có một số điểm chung, ví dụ như là too big to fail, nghĩa là những công ty này nó quá to, nó quá là lớn và nó không thể chết được, chắc chắn là sẽ phải có ai đó nhảy ra cứu. Đấy, các bạn biết 2008 đấy, không ai cứu và Lehman Brothers đã phải phá sản ngay lập tức. Thực ra thì mình cũng có nhiều những cái suy nghĩ về vấn đề này, nhưng mà mình thì mình đứng về phía nhiều những nhà phân tích, họ cho rằng là hai cái câu chuyện này là hoàn toàn khác nhau và mình cũng khá là đồng tình với điều đó. Một số lý do mình có thể đưa ra, thứ nhất, Lehman Brothers là một ngân hàng, Evergrande là một công ty bất động sản, thế nên là cái quy mô, cái nguyên tắc làm việc nó khác nhau. Thứ hai, Lehman Brothers là một công ty, là một ngân hàng tại Mỹ, và Evergrande là một công ty bất động sản tại Trung Quốc. Thì bạn biết đấy, một ngân hàng tại Mỹ là một trung tâm của thế giới, là một trung tâm gọi là tài chính của thế giới, thì chắc chắn là một ngân hàng như vậy họ sẽ phải cho vay với khá nhiều những ngành, những nghề khác nhau, đúng không? Không chỉ tại nước Mỹ mà tại những châu lục, những quốc gia khác nữa. Vì vậy nên là nếu một ngân hàng to đùng hàng đầu thế giới ở nước Mỹ như thế họ chết thì họ sẽ kéo theo rất nhiều những nền tài chính khác cũng sẽ chết theo. Nhưng đối với Trung Quốc là một công ty bất động sản tại Trung Quốc, thì các bạn biết đấy, Trung Quốc hay là Việt Nam chúng ta, hay Vingroup của chúng ta cũng là một công ty bất động sản thôi. Họ sẽ có những cái sự chọn lọc nhất định khi mà họ cho bên nước ngoài vay, đúng không? Không phải cái gì họ cũng mở toang ra cho bên nước ngoài để có thể vay được. Nhất nữa là họ lại một công ty bất động sản nữa. Nên là cái việc mà một công ty bất động sản nó chết đi thì nó ảnh hưởng dây chuyền lớn bằng Lehman Brothers hay không thì mình nghĩ là có vẻ là không. Lý do thứ ba là nhiều người cũng đưa ra việc là Lehman Brothers có gọi là tổng tài sản, khối quy mô tài sản đi, nó là 800 tỷ đô, còn Evergrande thì chỉ có 350 tỷ đô mà thôi. Thì thực sự thì mình cũng không biết là cái việc 800 tỷ đô nó chết thì 350 tỷ đô nó chết thì nó có ít hay nhiều hơn hay không thì mình cũng không dám chắc, nên là mình không quá đi sâu vào lập luận này. Một cái lý do sụp đổ khác, nó là cái lý do nguyên nhân gốc rễ của việc mà Evergrande sụp đổ, thì như nãy mình nói với các bạn ấy, nó là việc không trả được nợ đến hạn, không trả được lãi trái phiếu, thế thôi. Còn câu chuyện của Lehman Brothers thì nó phức tạp hơn rất là nhiều, nó liên quan đến những cái công cụ tài chính khá là phức tạp như là CDO, collateralized debt obligations, nếu mình không nhớ rõ lắm, tiếng Việt có thể dịch ra là một loại chứng khoán hóa, những cái khoản nợ mà dưới chuẩn, những khoản nợ mà kém chất lượng. Thôi, cái câu chuyện này thì mình sẽ nói sâu hơn về Lehman Brothers và cái khủng hoảng 2008 chắc ở một video tiếp theo, mà mình không biết là có bao giờ mình sẽ làm video như thế. Đó chính là bốn lý do mình muốn đưa ra để nói rằng có khi cuộc khủng hoảng của Evergrande, nếu mà công ty này có bị để cho chết luôn ý, thì cũng chưa chắc đã gây ra một cuộc khủng hoảng về tài chính toàn cầu như là cuộc khủng hoảng Lehman Brothers năm 2008 đâu. Vậy bây giờ câu chuyện này nó sẽ đi về đâu? Evergrande sẽ sống hay là sẽ chết? Thì đang có khá là nhiều những nguồn thông tin khá là trái chiều. Một bên thì rất là tiêu cực và nghĩ rằng là công ty này kiểu gì cũng chết thôi và chính phủ Trung Quốc sẽ không cứu đâu, bởi vì chính phủ Trung Quốc cũng đang muốn là giảm thiểu bớt những công ty mà nó vay nợ quá nhiều như thế, và kiểu gì nó cũng gây ra khủng hoảng không sớm thì muộn. Còn có những đối tượng thì rất là tích cực và nghĩ rằng là cái việc công ty này có cực kỳ là khó chết, bởi vì là nguồn tiền của họ vẫn còn rất là lớn, họ vẫn có khả năng tiềm lực lớn, và kể cả họ chết thì họ cũng không có ảnh hưởng quá lớn đến tất cả mọi người xung quanh, không ảnh hưởng quá xa khỏi Trung Quốc. Mình thì mình không đứng về cả phía nào các bạn ạ, bởi vì ngày như ngày hôm qua ấy, hay hôm kia ấy, thì bên Evergrande đã có luồng tin chính thức từ Evergrande đưa ra là chúng tôi đã dàn xếp ổn thỏa được khoản trái phiếu đến hạn, và bằng việc là họ không phải là họ trả tiền đâu các bạn ạ, mà là họ thương thảo với cả bên trái chủ, là có thể là mình không biết thương thảo cái gì, giảm bớt số tiền cần phải trả hay gì đấy, tùy không biết lãi suất thế này thế kia. Và họ nói là khoảng thời điểm đen tối nhất của chúng tôi đã qua đi. Sau cái lời nói đấy của bên đại diện của bên Evergrande thì thị trường cổ phiếu đã tăng vọt lên 20-mấy%. Và các bạn nhìn đấy, chỉ vì một câu nói của một người nội bộ nói ra như thế mà cả thị trường đã tin tưởng rồi. Đối với mình không tin những điều đó các bạn ạ. Mình không biết các bạn nào, nhưng mình thì mình không tin. Bởi vì thực sự ấy, chúng ta hãy nhìn vào những con số thực tế ấy, và chúng ta hãy nhìn vào cả toàn bộ thì toàn cảnh, cũng như là Evergrande đã từng bị nói là đã từng thao túng và có tài chính rồi, thì chỉ vì một cái câu nói là chúng tôi đã ổn rồi, mình không hề tin, và mình vẫn sẽ ngồi đây để nhìn tiếp xem câu chuyện nó sẽ đi đến đâu, và các bạn cũng thế. Hiện tại thì sẽ có hai gọi là key player trong câu chuyện này. Thứ nhất sẽ là chính phủ Trung Quốc. Thì chính phủ Trung Quốc thực ra là đã đứng ra rồi và đã gọi là bơm 18,6 tỷ đô la vào cả thị trường để coi như là giảm thiểu cái rủi ro nếu mà công ty này có bị ảnh hưởng, có bị vấn đề, gặp vấn đề ấy, thì nó sẽ không lây ra các ngành nghề khác. Và họ đang cố gắng để đưa cái nguồn tiền ấy đi về đúng cái nơi mà có thể phát triển bền vững, chứ không phải là đến với những cái nơi mà có thể đầu cơ. Tuy nhiên thì trước mặt báo thì chúng ta vẫn thấy là chính phủ Trung Quốc nói rằng là
chúng tôi sẽ không trợ giúp công ty này đâu, chúng tôi sẽ không có nhúng tay vào để trợ giúp công ty này một chút nào cả. Vì vậy nên là chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều những thông tin nó không có được ăn khớp với nhau. Và hơn nữa là các bạn biết là từ năm 2020 đến giờ, dịch Covid xảy ra, rất nhiều những chính phủ đã đưa ra rất nhiều những chiêu thức để có thể trợ giúp và cứu giúp cái nền kinh tế nước mình bằng việc là in tiền, dùng những cái bailout program, dùng những cái QE đó, như mình nói trong video trước đấy đó. Và bây giờ họ in tiền hết rồi, bây giờ họ không thể in mãi được đúng không, họ in thế thì cứ lạm phát chết à đúng không. Nên là câu chuyện không biết là chính phủ Trung Quốc sẽ để cho mọi thứ nó diễn ra như thế nào vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Bên nữa là bên cho vay, bên cho Evergrande vay thì chính là những người đang cầm trái phiếu, những trái chủ. Thì như nãy mình nói đấy, đã có một nhóm trái phiếu được gọi là negotiate để có thể giảm bớt cái kỳ hạn, có nghĩa là giảm bớt số tiền cần phải trả, mình không biết làm nào và họ có thể trả được khoản đấy rồi. Nhưng mà các bạn nhìn đấy, 83 triệu đô mới chỉ là một khoản thôi, đến hết năm nay là 700 triệu và đến năm sau là 7 tỷ đô. Thì còn như thế nào nữa thì mình không biết. Và đấy chính là toàn bộ câu chuyện về Evergrande các bạn ạ. Thì các bên liên quan như là chính phủ Trung Quốc hay là các bên cho vay, các bên trái chủ thì vẫn còn đang rất là rụt rè trong việc là đưa ra những quyết định chính thức. Và chúng ta vẫn là người ngồi ngoài, chúng ta vẫn chỉ biết thế mà thôi. Nhưng mình cũng có một số lời khuyên cho chính mình và cho các bạn. Đó là khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta hãy chú ý đặc biệt đến với những công ty bất động sản, những công ty xây dựng bất động sản. Bởi vì những công ty bất động sản như mình nói đấy là những công ty cho vay rất nhiều. Và nếu mà họ vay nợ quá nhiều thì chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý. Bởi vì khi mà họ vay nợ nhiều thì họ phải lấy tiền đâu để họ trả chứ đúng không các bạn. Mà nguồn tiền để trả cho những công ty bất động sản chính là những cái căn nhà, những căn hộ, những căn chung cư đó. Mà giá nhà, giá căn hộ, giá chung cư thì như các bạn biết đấy, nó có cố định không, nó tăng, nó giảm kiểu thực sự là theo nhu cầu, theo gọi là thông tin trên thị trường. Vì vậy nên là không phải giá nhà lúc nào nó cũng tăng vọt lên để cho những công ty bất động sản đấy lúc nào cũng có thể trả nợ đến hạn được. Như các bạn chứng kiến vụ Evergrande vừa rồi đấy, bên Trung Quốc giá nhà tụt nhưng không có ai có tiền mua bởi vì Covid, lấy đâu ra ai có tiền mà mua. Và vì thế nên là những cái ngành nghề mà công ty Evergrande này đang gọi là đang tập trung phát triển ở chỗ khác cũng không thể đập lại được đủ tiền để trả nợ, bởi vì Covid cũng không ai đi ra công viên, không ai đi ra tham gia những cái trò chơi này kia, không ai mua ô tô của công ty Evergrande này, những chi nhánh của nó đang bán. Và thế nên là khi mà chúng ta ấy, chính là những nhà đầu tư cá nhân ấy, hãy chú ý trong việc là mua những cái cổ phiếu của những công ty bất động sản này, hay là mua trái phiếu của nó, hay là mua chứng chỉ quỹ. Trong cái chứng chỉ quỹ đó, cái quỹ đó đã đầu tư khá là nhiều vào những công ty bất động sản đó, thì chúng ta phải lưu ý xem là cái tầm ảnh hưởng nó đến đâu. Mình nghĩ là nó có ảnh hưởng các bạn, nhưng mình cũng nói ở đâu rồi, ảnh hưởng nó sẽ hầu hết là ảnh hưởng gián tiếp từ chính cái tâm lý đầu tư của những nhà đầu tư chúng ta. Chúng ta sợ là nó sẽ có cái ảnh hưởng gì đấy mà chúng ta chưa biết được, chúng ta sẽ bán đi, thì điều đó sẽ khiến cho thị trường tụt xuống, mà thực sự nó cũng không có nguyên nhân ở đâu cả. Và một ảnh hưởng gián tiếp khác lên những quỹ đầu tư bên nước ngoài và những nhà đầu tư cá nhân mà mua những chứng chỉ quỹ đó. Cái quỹ đầu tư đó họ mua cổ phiếu, mua trái phiếu hay là mua những cái index mà trong đó Evergrande đứng ở top đầu. Và đó là hai ảnh hưởng có thể xảy ra. Thì như mình nói ban nãy, nếu mà công ty này có bị vỡ nợ chẳng hạn, thì cái ảnh hưởng đối với nền tài chính thế giới, đối với nền tài chính toàn cầu chưa chắc nó đã lớn bằng cái vụ Lehman Brothers năm 2008 đâu. Đấy là tất cả những gì mình muốn nói về cái vụ Evergrande này. Và mình hy vọng là mình đã đưa cho các bạn một cái nhìn khá là toàn cảnh về toàn bộ câu chuyện bằng những cái từ ngữ mà mình nghĩ nó đã cố gắng là dễ hiểu nhất có thể rồi. Nếu các bạn thích những video này thì hãy cho mình một like và share video này thì càng tốt. Và nếu các bạn muốn xem lại vụ Reddit hay là Wall Street thì có thể xem lại cái video bên trên này. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ mình. Chào tạm biệt, bye bye.